Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung. Tiếp tục Nguyễn Trung test cái Premelot model S-Agon. Nguyễn Trung đang ghép với cái bao Eco HS35 và trên cái đôi loa JBL L300. Thì bây giờ Nguyễn Trung sẽ test một bản nhạc Việt. Mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe bản nhạc test nha. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân êm giữa không gian hoang hồn của màn đêm. Đứng trên thiên dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố nhỏ. Giờ đây đi trong giá buốt, biết ai thương bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Đà Lạt ơi, có nghe chăng ca mi khóc tình đầu giang dở. Người đi trong bóng cô đơn, khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau mấy nhặt hoa thấy lòng buồn không đến bờ. Gần nhau xa nhau mấy lối, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gần nhau xa nhau mấy lối, hỡi quê hương xứ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Gần nhau xa nhau mấy lối, hỡi quê hương xứ sương rơi.
Rồi cái phần test cho cái con rề Melos SHA Gold. Đến đây thì Nguyễn Trung xin tạm dừng. Để xem thêm những sản phẩm khác thì anh em vui lòng truy cập vào website nguyentrungaudio.com. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video test tiếp theo.